Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi tạp chí Kinh tế Phú Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Đơn giản hóa thủ tục, cắt giảm thời gian thông quan hàng hóa, khai thác tối đa hệ thống dịch vụ công trực tuyến, đẩy mạnh thông quan điện tử, lấy doanh nghiệp là trung tâm phục vụ đã và đang là giải pháp để Hải quan Hưng Yên phát triển tốt mối quan hệ đối tác, hải quan, doanh nghiệp, tăng thu ngân sách cho tỉnh. Đó là nội dung tạp chí Kinh tế Phú Hiến kỳ này sẽ đề cập trong tiểu mục Chuyện từ Phú Hiến. Trước tiên, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức kinh tế mà chúng tôi vừa cập nhật. Theo số liệu của Cục Thống kê Hưng Yên, 10 tháng năm 2023, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng 6,06% so với cùng kỳ năm trước. Thương mại và dịch vụ là điểm sáng trong phát triển kinh tế. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng ước đạt trên 76.560 tỷ đồng, tăng 81% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu ngân sách nhà nước ước trên 26.528 tỷ đồng, vượt 15,7% kế hoạch năm. Hoạt động đầu tư có nhiều khởi sắc, tổng vốn đầu tư thực hiện do địa phương quản lý tăng khá, ước đạt trên 9.279 tỷ đồng, tăng 63,6% so với cùng kỳ năm trước. Đến nay, toàn tỉnh có 534 dự án có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký hoạt động với tổng số vốn gần 6.760 triệu đô la Mỹ. Từ đầu năm đến nay, có 38 dự án đăng ký mới với số vốn đăng ký gần 454 triệu đô la Mỹ. Các quốc gia có số dự án vốn đầu tư chủ yếu là Nhật Bản có 171 dự án, vốn đăng ký trên 3.737 triệu đô la Mỹ. Hàn Quốc có 150 dự án, vốn đăng ký trên 867 triệu đô la Mỹ. Trung Quốc có 134 dự án, vốn đăng ký trên 1.096 triệu đô la Mỹ. Sở Giao thông Vận tải Hưng Yên vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1 dự án thành phần 2.2 xây dựng đường song hành, đường đô thị địa phận tỉnh Hưng Yên thuộc dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Đơn vị trúng thầu là công ty cổ phần Lizen có địa chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh. Giá trúng thầu là trên 1.253 tỷ đồng, loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Thời gian thực hiện hợp đồng 1.035 ngày với mức đầu tư trên 1.500 tỷ đồng do ngân sách tỉnh thực hiện. Chiều dài tuyến mỗi bên khoảng 17,7 km, mặt cắt ngang mỗi bên 12 m, gồm 2 làn xe, đảm bảo tiêu chuẩn đường trục chính đô thị. Vận tốc thiết kế 80 km/h. Trên tuyến có nút giao với cao tốc Hà Nội Hải Phòng được tổ chức bằng cầu vượt. Theo nghị quyết số 27 NQTVK, một trong những điểm chính khi cải cách tiền lương là bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, xây dựng chế độ tiền lương mới với cơ cấu lương cơ bản chiếm khoảng 70% và các khoản phụ cấp chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương, bổ sung thêm quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm. Như vậy, lương cơ bản của công chức viên chức từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 sẽ chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương, tiền lương thấp nhất công chức viên chức bằng mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp. Từ năm 2025, tăng lương công chức viên chức bình quân 7% trên năm. Bộ Tài chính đề xuất giảm 2% thuế giá trị gia tăng với các nhóm hàng hóa dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% còn 8%, trừ một số nhóm hàng hóa dịch vụ như viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại. Thời gian áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024. Đánh giá tác động của chính sách, Bộ Tài chính dự kiến số giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 4.175 tỷ đồng trên tháng. Nếu áp dụng trong 6 tháng đầu năm 2024 thì tương đương khoảng 25.000 tỷ đồng. Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 10 năm 2023 cả nước tăng 0,08%. Một số địa phương thực hiện tăng học phí cùng với giá gạo tăng là nguyên nhân chính làm cho chỉ số CPI tháng 10 năm 2023 tăng nhẹ so với tháng trước. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 9 nhóm hàng tăng giá so với tháng trước và 2 nhóm hàng giảm giá. Bình quân 10 tháng năm 2023, CPI tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 4,38%. Tại một số cửa hàng đại lý gạo trên địa bàn thành phố Hưng Yên và thị xã Mỹ Hào, giá gạo tăng mạnh từ 1.500 tới 3.500 đồng trên kg so với nửa tháng trước, lên mức cao kỷ lục. Theo các chủ cửa hàng, đại lý bán lẻ, thì giá gạo đã bắt đầu tăng từ một tháng trước nhưng tăng không đáng kể. Từ nửa tháng trở lại đây, giá gạo liên tục tăng. Cụ thể, các loại gạo phổ biến như Đài Thơm 8, Hương Lài, Tứ Quý, RVT đều tăng từ 2.000 tới 3.500 đồng trên kg. Một số loại gạo đặc sản như ST24, ST25 tăng từ 2.500 tới 4.000 đồng trên kg. Nguyên nhân chủ yếu là do giá gạo xuất khẩu tăng mạnh. Với mục tiêu đưa mối quan hệ đối tác hải quan doanh nghiệp vào thực chất, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, tạo thuận lợi thương mại nhưng vẫn bảo đảm công tác quản lý nhà nước về hải quan. Từ
Từ đầu năm đến nay, Chi cục Hải quan Hưng Yên đã thực sự đồng hành cùng doanh nghiệp. Đây là khu vực xưởng kiểm tra sản phẩm lần cuối trước khi được đóng gói để phân phối ra thị trường của nhà máy Toto Hưng Yên, nơi mà anh Mười làm việc. Tuy không được nhộn nhịp như thời điểm trước dịch Covid-19, nhưng công việc và thu nhập của anh vẫn ổn định, giúp anh có điều kiện chăm lo cho hai con nhỏ. Do ảnh hưởng suy thoái của kinh tế thì cũng khá là nhiều công ty đã kiểu giảm sản xuất, thì kéo theo đó thì công nhân cắt hợp đồng lao động. Nhưng mà đối với Toto thì công nhân bọn em vẫn được ký hợp đồng lao động mới và vẫn được tăng lương hàng tháng. Em cảm thấy rất là may mắn khi được làm việc tại Toto. Năm 2023, trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu gặp khó khăn, sức mua suy giảm, công ty Toto cũng phải đóng cửa một trong bốn nhà máy sứ tại Việt Nam. Thay vì việc sa thải công nhân hoặc cắt giảm việc làm, thì Toto đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, cải tiến hoặc luân chuyển nội bộ giữa các nhà máy mà không chấm dứt hợp đồng lao động với bất kỳ người lao động nào. Nhà máy Toto tại Hưng Yên hiện có 1.735 lao động đang làm việc với mức thu nhập bình quân đầu người đạt 12,1 triệu đồng trên tháng, tăng khoảng 12% so với năm 2022. Doanh thu 10 tháng đạt khoảng 1.112 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 21,6 tỷ đồng. Có được kết quả này, ngoài sự nỗ lực của công ty, còn có sự chung tay, đồng hành của chính quyền tỉnh Hưng Yên và các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là Chi cục Hải quan Hưng Yên. Công ty chúng tôi luôn nhận được sự hỗ trợ của Chi cục Hải quan Hưng Yên. Đặc biệt, với những trường hợp phát sinh, đều được Chi cục Hải quan hỗ trợ và giải quyết kịp thời. Ví dụ, trường hợp gần đây nhất là tháng 10 năm 2023. Chúng tôi có lô hàng xuất khẩu 9 container. Vì lý do khách quan, trước ngày xuất hàng một ngày, hãng tàu thông báo đổi lịch xuất sớm hơn một ngày so với lịch ban đầu. Ngay sau khi nhận được thông tin lô hàng cần thông quan gấp, Hải quan Hưng Yên đã lập tức cử cán bộ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ nhanh chóng và cho thông quan trong vòng 20 phút. Nhờ đó, lô hàng được vận chuyển xuống cảng Hải Phòng trước 16 giờ và được xếp lên kịp chuyến tàu. Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp dệt may gặp khó khăn, sản xuất cầm chừng, thì công ty cổ phần may Minh Anh, Khoái Châu vẫn giữ được ổn định. Bên cạnh việc đầu tư nhiều thiết bị may hiện đại nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, thì công ty còn có nhiều sự hỗ trợ, chia sẻ với người lao động. Bản thân em thì cũng được bán lại công ty chia sẻ về vấn đề về khó khăn của công ty, như là bị cắt giảm đơn hàng hoặc là đơn giá không được ký như lúc trước nữa. Nhưng mà công ty vẫn cố gắng duy trì cho bọn em là giờ làm việc là tối thiểu 8 giờ một ngày. Và hiện tại mức lương của bọn em hiện tại là tối thiểu từ 8 đến 12 triệu. Còn ngoài ra thì công ty có rất nhiều chế độ phúc lợi như là tiền xăng xe. Rồi công ty còn có tổ chức các cái chương trình như là khuyến khích tăng năng suất hoặc là thưởng doanh thu đã. Còn nên là bọn em cũng rất là gắn bó với công ty. Thì bọn em có việc làm này, lương ổn định này, nên là mục tiêu của em mong muốn bọn em là sẽ được gắn bó với công ty về lâu về dài ạ. Vượt lên khó khăn, 10 tháng qua, công ty may Minh Anh đạt doanh thu 12 triệu đô la Mỹ, nộp ngân sách nhà nước 7 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho 1.500 lao động. Với sự phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ tích cực của Hải quan Hưng Yên, công ty đã xuất khẩu hơn 600 đơn hàng vào thị trường Mỹ và một số nước châu Âu. Quan hệ giữa hải quan và doanh nghiệp là quan hệ đối tác, và trên các cái nội dung mà cam kết với các doanh nghiệp thì Chi cục Hải quan Hưng Yên luôn lắng nghe, chia sẻ và hướng dẫn pháp luật, tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn thủ tục cho doanh nghiệp, đồng hành cùng với doanh nghiệp mà để hỗ trợ giải pháp những các cái khó khăn vướng mắc trong cái thủ tục xuất nhập khẩu để giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh. Đơn giản hóa thủ tục, cắt giảm thời gian thông quan hàng hóa, khai thác tối đa hệ thống dịch vụ công trực tuyến, đẩy mạnh thông quan điện tử, lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, lấy mức độ hài lòng của doanh nghiệp làm thước đo quan trọng để đánh giá, xếp loại cán bộ đã và đang là giải pháp để Hải quan Hưng Yên phát triển quan hệ đối tác, hải quan, doanh nghiệp. Mặc dù đã tích cực đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện nhanh các thủ tục hải quan, tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp phục hồi sản xuất, tuy nhiên, số thu ngân sách từ nguồn xuất nhập khẩu hàng hóa qua Chi cục Hải quan Hưng Yên chưa đạt cao so với dự toán. Vậy đâu là nguyên nhân và Hải quan Hưng Yên đã có giải pháp gì? Mời quý vị cùng theo dõi cuộc phỏng vấn sau. Thưa ông, thì xin ông cho biết là hiện tại có bao nhiêu doanh nghiệp đang làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa qua Chi cục Hải quan Hưng Yên? Hiện tại qua Chi cục Hải quan Hưng Yên có khoảng 1.200 doanh nghiệp làm thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu tại Chi cục. Tuy nhiên là đối với các doanh nghiệp thường xuyên làm thủ tục chỉ có khoảng 700 doanh nghiệp thường xuyên làm thủ tục qua Chi cục Hải quan Hưng Yên. Thưa ông, xin ông có thể chia sẻ về số thu ngân sách qua thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa của Hải quan Hưng Yên?
Tính đến hết 30 tháng 10 năm 2023, Chi cục Hải quan Hưng Yên đã thu nộp ngân sách đạt 2.916,4 tỷ đồng. So với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao là thì đã đạt là 62,05%, và so với cùng kỳ năm 2022 thì con số này đã giảm khoảng 20%. Thưa ông, vậy thì đâu là nguyên nhân để dẫn tới số thu ngân sách qua nguồn xuất nhập khẩu quá của Hải quan Hưng Yên thấp ạ? Thực tế là cũng có rất nhiều nguyên nhân ảnh hưởng đến số thu của Chi cục Hải quan Hưng Yên trong năm 2023. Đầu tiên kể đến đó là cái tình hình biến động trong của thế giới, cuộc chiến Nga-Ukraine, cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ-Trung Quốc và cũng ảnh hưởng của sự suy thoái của kinh tế thế giới. Ngoài ra là trong nước thì cũng có ảnh hưởng của một số chính sách như chính sách giảm thuế giá trị gia tăng của chính phủ theo Nghị định 44 năm 2023. Thì cũng là ảnh hưởng lớn đến cái công tác thu ngân sách của chi cục. Thưa ông, từ nay đến cuối năm thời gian không còn nhiều, vậy xin ông cho biết những cái nhiệm vụ trọng tâm mà chi cục quan Hưng Yên sẽ thực hiện để đảm bảo được cái số thu ngân sách. Thứ nhất là chi cục thường xuyên thống kê và đánh giá cái tình hình hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn, nhất là có doanh nghiệp có cái đóng góp số thu ngân sách nhà nước lớn, để có những các biện pháp hỗ trợ giải quyết kịp thời, đảm bảo công tác quản lý hiệu quả, duy trì phát triển nguồn thu. Đồng thời cũng kèm theo đó là động viên các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn nhưng làm thủ tục tại xuất nhập khẩu tại và nộp thuế tại các cục hải quan địa phương khác về làm thủ tục hải quan tại chi cục. Một nội dung nữa là tiếp tục đẩy mạnh triển khai đồng bộ hiệu quả các giải pháp chống thất thu theo chỉ đạo tại công văn số 1396 ngày 10 tháng 2 năm 2023 của cục hải quan thành phố Hải Phòng, như công tác chống thất thu qua trị giá thuế suất mã số, tăng cường công tác quản lý nợ thuế, công tác giải quyết thủ tục hoàn thuế, đấu tranh phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại, triển khai các nội dung phát triển quan hệ đối tác hải quan doanh nghiệp để đưa mối quan hệ này đưa vào thực chất tại mọi khâu nghiệp vụ, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp, tạo thuận lợi thương mại nhưng vẫn đảm bảo công tác quản lý nhà nước về hải quan. Thưa ông, năm 2023 tiếp tục là năm khó khăn đối với cộng đồng doanh nghiệp, vậy xin ông cho biết là Chi cục Hải quan Hưng Yên đã và đang đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp nào để phục hồi sản xuất phát triển kinh doanh ạ? Chi cục đã triển khai nhiều đầy đủ các nội dung trong kế hoạch phát triển đối tác hải quan doanh nghiệp nhằm đưa mối quan hệ này đi vào thực chất không hình thức. Chi cục đã tổ chức các đoàn công tác, và thực tế từ đầu năm đến nay đã tổ chức được khoảng 40 lượt tiếp xúc trực tiếp với các doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt các cái vướng mắc khó khăn của doanh nghiệp để tìm ra giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp. Chi cục cũng triển khai thực hiện các cái nội dung kế hoạch ban hành theo quyết định số 329 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng ngày 13 tháng 2 năm 2023 để triển khai quyết định 123 của Tổng cục Hải quan về giao chỉ tiêu cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hải quan, tạo thuận lợi thương mại năm 2023. Chi cục thường xuyên cập nhật thông báo các niêm yết các văn bản chính sách mới ban hành trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan để cộng đồng các doanh nghiệp nắm bắt, thực hiện, cập nhật thông báo được thực hiện dưới nhiều hình thức linh hoạt như niêm yết công khai tại trụ sở, gửi email, gửi qua các nhóm Zalo cộng đồng doanh nghiệp Hải quan Hưng Yên. Qua đó hỗ trợ xử lý nhanh chóng nhiều vướng mắc phát sinh của doanh nghiệp, ghi nhận và báo cáo kịp thời các vướng mắc vượt thẩm quyền để cấp trên xem xét và giải quyết. Chi cục cũng tăng cường công tác tự đào tạo, khuyến khích các cán bộ công chức trong chi cục thường xuyên học tập nâng cao trình độ, trao dồi kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn để đảm bảo giải quyết thủ tục hải quan cho người dân, doanh nghiệp được nhanh chóng thuận lợi, thường xuyên đảm bảo kỷ cương kỷ luật và phòng chống tham nhũng trong thực hiện thực thi công vụ của các cán bộ công chức. Xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn này. Với sự đồng hành cùng doanh nghiệp và những giải pháp quản lý nêu trên, Chi cục Hải quan Hưng Yên đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023. Tới đây, tạp chí Kinh tế Phú Hiến đã hết thời lượng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Cảm ơn sự đồng hành của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Hưng Yên, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hưng Yên, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Hưng Yên, Công ty Bảo Việt Hưng Yên. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào lúc 20 giờ 10 phút thứ bảy tuần sau.